Vừa qua, trạm thu phí cầu Bến Thủy, Nghệ An, các nhóm được lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng tới khu vực tập kết nằm gần đó. Mặc những cơn mưa như trút nước, các chiến sĩ quân đội Ban Chỉ huy quân sự huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh tất bật dựng nhà bạc ở khu đất trống để làm nơi trú tạm cho người dân. Chỉ trong một buổi sáng, hàng chục khuôn rạp được lắp ráp thành một khu vực trú mưa nắng cho người dân về quê dài hơn 200 mét. Chứng kiến cảnh bà con chạy xe máy về quê quá vất vả, nhiều người dân thành phố Vinh cùng mang nước suối, bánh mì, xôi nóng, xăng ra tiếp sức. Trở về trong mưa, nhiều người không khỏi xúc động trước nghĩa tình chia sẻ của bà con quê nhà.